Hi, xin chào cả nhà, xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với Hot Boy Tài Nhớt ngày hôm nay. Thì cũng khá khá gọi là cực kỳ lâu luôn. Thì em mới quay lại để nói về cái câu chuyện mà cái đợt drama của cô Nguyễn Hằng. Vì em cho cái đợt drama này nó đã không còn nữa mọi người. Nó đã hết đợt drama rồi. Sau khi cô Hằng mà nhận mức án 3 năm rồi. Thì thật sự cái câu chuyện này nó hoàn toàn là đã kết thúc, thưa cô chú anh chị. Thì vẫn tiếp tục câu chuyện mà đấu tố cá nhân, đấu tố lẫn nhau, nó lên chọn nhau trên không gian mạng để trục lợi cho bản thân của mình, đúng không mọi người? Vì khá là nhiều cái câu chuyện. Bây giờ mọi người theo dõi là mọi người đang theo dõi cái gì, mọi người hãy comment cho em biết. Đó, mọi người cho rằng các anh các chị cho rằng các anh các chị đang ủng hộ cho CL, ủng hộ cho cô Hằng, ủng hộ cho chị đẹp là người mà gọi là rất là kính trọng của mình. Nó rất là yêu thương, nó một người mình rất là yêu thương, mình đang ủng hộ. Nhưng mình trong đầu mình mặc định như vậy, đang ủng hộ cho CL, cho cô Hằng. Nhưng mà cô chú anh chị có nằm mà suy nghĩ lại trên không gian mạng, cô chú anh chị đang coi cái vấn đề này là cái vấn đề mà cô chú gì đang ủng hộ cô Hằng, hay là cô chú anh chị, hay là các anh các chị đang ủng hộ cho những cái gọi là sự đấu tố cá nhân giữa những thằng mà trục lợi, mượn danh nghĩa, mượn hình ảnh của cô Nguyễn Phương Hằng để ra làm cái đề tài nói. Vì em cho rằng tới thời điểm này, tới giây phút này thì câu chuyện của cô Hằng nó đã chấm dứt rất khá là lâu rồi. Hôm mà cô Hằng đã ra tòa và nhận cái mức án là 3 năm đó, thì nó hoàn toàn là không còn cái drama này. Nhưng mà cô chú anh chị vẫn đang theo dõi và ủng hộ, thì em thấy càng ngày nó càng gọi là có những cái sự mà gọi là lươn lẹo xảo trá dẫn dắt khán giả, nhưng mà các anh các chị vẫn u mê đi theo để ủng hộ, thì em không biết ủng hộ cái gì. Nhưng mà mặc dù cho rằng là cô chú anh chị nói là đang ủng hộ cho CL Nguyễn Phương Hằng, và cô Hằng cũng không được lợi ích và cũng không được sự ủng hộ nào từ những cái lời lẽ mà dẫn dắt khán giả nó lên đấu đá cắn xé lẫn nhau trên không gian mạng. Rồi nhóm người này làm giang hồ mạng, nhóm người kia làm giang hồ mỏm, đấu đá nhau trên mạng xã hội. Từ trong nước tới ngoài nước, những kênh YouTube mà mang tiếng là ủng hộ cho CL, ủng hộ cho bà cô Nguyễn Phương Hằng của mình. Thì mọi người đã thấy chứng tỏ thằng Rạp Phong bây giờ thì như thế nào. Đó. Nó có tôn trọng, nó có thương yêu gì cô Nguyễn Phương Hằng không mọi người? Hay nó nhảy vào và để nó trục lợi cho bản thân của nó. Nó dẫn dắt, nó kéo khán giả đi một cái luồng dư luận khác. Và có những người phía đối diện đó, thì cho tụi em là những thằng mà chơi xong bỏ chạy, thì tụi em cũng đã im lặng rồi, tụi em không muốn nói tới. Tại vì sao? Tụi em muốn kết thúc cái sự việc này cho im nhà lặng nước đó. Mọi việc nó đã sáng tỏ rành rành hết rồi, nó đã xong hết rồi, không còn gì mà vướng bận nữa cô chú anh chị. Thì cái tội này nó vẫn tiếp tục lên. Thì bây giờ thằng Lập Phong đấu đá cắn xé những khán giả từng là người yêu thương cô, ủng hộ cô, bây giờ cũng lên mở kênh YouTube chửi nhau, mở ra những cái gọi là cái diễn đàn gì đó, một cái kênh YouTube để lên ngồi tru tréo từ như cái nhóm thằng KO Trump ở nước ngoài cũng vậy, cô chú gì thấy không? Bây giờ câu chuyện cô Hằng, câu chuyện drama của cô Nguyễn Phương Hằng thì mọi người thấy như thế nào? Nó còn gì nữa không mọi người? Thì cái tụi này nó đang nói cái gì trong vấn đề này để bảo vệ cho cô Hằng? Và thậm chí em thấy nó mắc cười nhiều, có nhiều cái nó rất là mắc cười. Có những thằng mà ngày xưa là chửi cô Hằng rất nặng, thậm chí sỉ nhục cô, dùng những từ lời lẽ thô tục nói về cô Hằng, thì bây giờ lại được một khán giả yêu thương cô Hằng lo nhà lo cửa lo xe mua đất cất nhà rồi tè lè tét lét, chỉ một bây giờ chỉ một câu là xin lỗi và quay lại nói tốt cho cô Nguyễn Phương Hằng, thì nó có ý nghĩa không mọi người? Nó còn ý nghĩa hay không? Ngày xưa chính thằng đó là người chửi cô Hằng rất nhiều đó, thậm chí nói cô Hằng là những cái lời mà thô tục khó nghe, thì bây giờ quay lại thì được sự gọi là được cái phúc lợi từ mà khán giả gọi là yêu thương cô Hằng hết mực, đang ủng hộ cho nó. Ủa, em hỏi các anh các chị làm như vậy để mục đích gì? Vậy là ai là người đang lợi dụng cái câu chuyện này, ai là người lợi dụng cái hình ảnh của cô Nguyễn Phương Hằng để làm ra những cái điều như vậy?
thì mọi người theo dõi câu chuyện drama ngay từ đầu và biết tụi em thì tụi em đã làm gì, và tụi em có mượn hình ảnh của cô Hằng để đem lên làm những cái gì trục lợi cho bản thân hay là gây ảnh hưởng cho mọi người. Và cô Hằng đã từng nói rồi, công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao, thì mọi người cũng ủng hộ bằng tâm, tự mọi người ủng hộ chứ cô Hằng cũng không cần thiết cái vấn đề đó, đúng không? Đúng không mọi người? Đúng không anh chị? Thì anh chị cứ nằm mà suy nghĩ. Thì bây giờ anh chị đang coi cái vấn đề drama này là anh chị đang coi cái gì? Đang coi sự đấu đá cắn xé lẫn nhau, tranh giành quyền lợi, tranh giành lợi ích cá nhân, đấu tố nhau trên mạng xã hội. Nó giúp ích được gì cho cô Hằng? Nó giúp ích được gì cho cô Hằng? Mọi người nói cho em nghe coi. Hả? Và cái sự việc cái đời drama cô Hằng nó còn gì? Và những cái thằng này nó đang làm những cái trò gì, giúp cô Hằng cái gì? Lên mạng thằng nào cũng nói là ủng hộ cô Hằng, thằng Lạc Phong cũng ủng hộ cô Hằng, để chửi những người mà cũng đang ủng hộ cô Hằng. Thì vậy là ai là người đang ủng hộ cô Hằng và ủng hộ cái gì? Mọi người nghe, mọi người phải suy nghĩ và mọi người hiểu. Bây giờ ủng hộ cô Hằng tốt nhất là im lặng, không nói về cô Hằng, không nói về cái vấn đề này nữa, kiếm việc khác làm. Đó mới là ủng hộ, đó mới là tôn trọng. Còn mọi người, các anh các chị nhìn đi, những cái thằng này Lạc Phong và những thằng phần khác em không nói nhiều ở đây được, nói chung là kể ra thì vô số. Thì mọi người đang theo dõi thì mọi người cũng đã biết kênh nào thằng nào như thế nào rồi. Hình ảnh của Hằng, tên tuổi của Hằng đem ra giờ phút này để được cái gì? Nó lên nó nói là nó luôn ủng hộ, nó luôn yêu thương, luôn giúp đỡ cho cô Hằng, thì nó đang ủng hộ cái gì ở đây? Ủng hộ cho cái túi tiền của nó và những người bơm tiền cho nó để có cái mục đích gì ở đây? Em thấy trong câu chuyện này người mà thiệt hại nhất là khán giả yêu thương cô Hằng, là những người thiệt hại, những người đang bị dẫn dắt, đúng không mọi người? Đúng không anh chị? Thì anh chị và cô chú anh chị cứ nhảy đi, cái lời drama này nó đã gọi là tắt rồi, xong rồi, kết thúc lâu rồi. Thì bây giờ nó vẫn đem cái tên của cô Hằng, hình ảnh cô Hằng ra, nó nói nó yêu thương ủng hộ. Bây giờ nó không nói tới cô Hằng thì nó làm gì nó ăn mọi người, đúng không? Em nói thì các anh các chị nằm suy nghĩ lại coi những lời em nói có đúng không. Thì em biết rằng các anh các chị cho rằng là tụi em dành công đời đầu đời cuối gì đó, thế nhưng mà tụi em chưa bao giờ lên mà kể công mẹ gì ở đây hết, chưa bao giờ kể công. Cái tụi em là quay YouTube, khi mà thấy cô Hằng chia sẻ như vậy thì tụi em đi quay nạn nhân của Võ Hoàng Yên, nhưng tính ra không ít dù nhiều thì tụi em cũng giúp chứng minh được lời cô Hằng nói là đúng, lời cô Hằng dạch ra là đúng. Còn cái tụi này nó nói nó ủng hộ, nó giúp cô Hằng thì nó giúp được cái gì mọi người? Sao mọi người không suy nghĩ vấn đề đó cô chú anh chị? Nó giúp cô Hằng là nó giúp cô Hằng được cái gì? Nó chỉ mượn hình ảnh nó lên nó nói, nó chửi nhau để nó giành mạnh thần quân, đúng chưa? Hợp lại chưa? Và những người đáng thương nhất ở đây là những người mạnh thần quân, những cô chú anh chị khán giả yêu thương cô Hằng hết lòng, thì tin vào những cái lời của bọn này, thì tin để là được gì mọi người? Chẳng được gì hết ngoài cái sự tốn tiền, tốn bạc, mất thời gian. Em nói rồi, mọi người yêu thương cô Hằng, mọi người ủng hộ cô Hằng, mọi người cứ để trong tâm của mình đó, mình theo dõi tình hình của cô như thế nào thì mọi người sẽ yêu thương thật sự. Còn mọi người lên, mọi người đem tiền, mọi người bơm cho những thằng này thằng kia để chửi nhau. Ủa bây giờ mọi người đang, em nói đi, mọi người là khán giả của Lạc Phong, các anh các chị là khán giả Lạc Phong, thì các anh các chị là cũng đang ủng hộ Lạc Phong, là đang ủng hộ của Hằng đúng không? Mình không nói là lương nha, đang ủng hộ của Hằng đúng không? Ủng hộ Lạc Phong thì nói Lạc Phong là người chính nghĩa, yêu cô Hằng thì theo Lạc Phong, ủng hộ cho Lạc Phong, bơm rót tiền cho Lạc Phong để chửi qua bên khán giả của Diêm Quỳnh, khán giả của chị Phương Hà Đòn đó. Thì khán giả các anh các chị khán giả đang ủng hộ Lạc Phong thì cũng là người chính nghĩa, cũng là người yêu thương cô Hằng đúng không? Tự cho là như vậy nha. Và thì thằng Lạc Phong nó bêm, nó chửi khán giả bên Diêm Quỳnh, thì khán giả đang ủng hộ cho Diêm Quỳnh
thì Jimmy Quỳnh cũng là tự dưng là chính nghĩa và cũng đang ủng hộ cho CL Nguyễn Phương Hằng. Thì khán giả của Jimmy Quỳnh cũng là khán giả yêu thương cô Nguyễn Phương Hằng. Vậy mọi người nói mọi người yêu thương ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng, tại sao người yêu thương cô Nguyễn Phương Hằng lại chửi cho người yêu thương cô Nguyễn Phương Hằng? Bên đây cũng yêu thương cô Nguyễn Phương Hằng, bên kia cũng yêu thương cô Nguyễn Phương Hằng, thì tại sao hai nhóm người này lại đấu đá lẫn nhau? Đúng không cô chú anh chị? Em đâu có sai không? Mình yêu thương mà mình đi chửi cái người yêu thương cô, mình yêu thương cô Hằng mà mình đi chửi, mình đi phản biện, mình đi đấu tố cá nhân với người đang yêu thương ủng hộ cho cô Nguyễn Hằng, là cái người mình đang thần tượng và mình yêu mến. Vậy nó có nghịch lý không cô chú anh chị? Nó nghịch lý không mọi người? Nó nghịch lý không anh chị? Thì anh chị cứ đặt cái dấu hỏi ra, tại sao mình là người ủng hộ cho cô Hằng mà mình đi lại chửi, mình đi ghét, mình đi đấu đá cái người mà cũng đang ủng hộ cho cô Hằng? Đúng chưa? Ở đây chẳng ai là lương. Tại vì trong câu chuyện này thằng Lập Phong nó cũng nói là nó là người chính nghĩa, nó là người ủng hộ cô Hằng. Khán giả của thằng Lập Phong là cũng người ủng hộ cô Hằng, cũng là người chính nghĩa. Và khán giả của Jimmy Quỳnh, khán giả của chị Phương Nga Đòn, đó, cũng đang vạch mặt cái thằng Lập Phong. Thì khán giả của chị Phương Nga Đòn cũng là chính nghĩa, cũng là người ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng. Thì vậy là hai bên này là đang ủng hộ cho cô Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà tại sao hai bên này là đấu đá lẫn nhau? Vậy ai thật ai giả? Đúng không cô chú anh chị? Nên mọi người phải sáng suốt trong cái câu chuyện này. Yêu thương cô Nguyễn Hằng, tốt nhất im lặng. Im lặng, không ủng hộ, không bơm rốt gì nữa. Từ từ nó sẽ có kết quả. Bây giờ thằng nào cũng cho mình là chính nghĩa, thằng nào cũng tự dưng là mình người ủng hộ yêu thương cô Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà mình phải quan sát, mình các anh các chị ngồi phải quan sát. Nó nói và nó làm là hai chuyện khác nhau. Mày nói mày có làm đúng như lời mày nói hay không? Vậy thằng Lạc Phong nó nói 100 chuyện, 1000 chuyện, nó có làm được việc gì chưa mọi người? Nó có làm được việc gì cho cô chú anh chị? Đúng chưa? Đó, thì mọi người phải suy nghĩ, bình tâm suy nghĩ lại, đừng tốn tiền tốn bạc trong cái drama mà cho là cái tụi này nó drama của Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà drama này đã kết thúc rồi. Bây giờ là cái drama chửi nhau của những thằng YouTube tranh giành quyền lợi. Bây giờ là một thằng lên là thách đấu đồ giang hồ mạng, giang hồ mỏm đó, cầm dao cầm súng đồ đó, từ trong nước tới ngoài nước. Thì những người này là đang ủng hộ cô Hằng bằng cách đó đó mọi người. Đó, thì em chia sẻ cho cô chú anh chị bình tâm suy nghĩ. Này là em nói là để cho cô chú anh chị rút kinh nghiệm, không có tiền mất tật mang. Em nói cho cô chú anh chị nghe để không có tiền mất tật mang, mang tiếng ủng hộ của Hằng, nhưng mà thật sự không phải ủng hộ của Hằng mà ủng hộ cho cái đám gọi là chửi nhau, cái đám YouTube chửi nhau để trục lợi. Ok chưa mọi người? Rồi thì em cũng xin tạm dừng cái video tại đây và hẹn cô chú anh chị vào video sau của em. Nói chung là drama này là em đã cho là kết thúc lâu rồi mọi người, và em cũng đã dừng cuộc chơi, nhưng mà thấy nhiều cái bức xúc quá thì lên nói chia sẻ cho mọi người. Rồi một lần nữa cho em chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video sau. Cô bấm lạp xưởng, lạp xưởng tươi nha cô chú chị, lạp xưởng tươi nạc không bao cô chú chị ăn cực kỳ ngon nha, 250.000 một ký, 250.000 một ký. Số điện thoại em để trên màn hình, cô chú chị cần sử dụng liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0906816074. Lạp xưởng tươi bao ngon thương cô chú chị, mọi người sử dụng là mọi người sẽ có phản hồi ngay và luôn cho em đó. Thì 250.000 em bao ship toàn quốc cho cô chú chị nha, một ký cũng giao, 2 ký cũng giao, 10 ký cũng giao cô chú chị. Rồi thì đây là lạp xưởng tươi 250.000 một ký. Thì kèm với lạp xưởng thì bên em có bán gọi là khô heo. Khô heo nghe người ta bán khô bò, còn em bán khô heo. Khô heo thì 600.000 một ký. Một hũ như thế là nửa ký là 300.000. Một ký em sẽ bao ship cho cô chú anh chị nha mọi người. Đó, em sẽ bao ship cho cô chú anh chị. Đó, khô heo. Đó, khô heo cho cô chú anh chị. Và đây là khô gà lá chanh. Khô gà lá chanh thì 500.000 một ký. Một ký là 2 hũ, một hũ như thế này là 250. Đó, một ký em sẽ bao ship cho cô chú anh chị luôn. Đó, bao ship cho mọi người.